Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. với Phượng kính mời quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam do Nam Anh thực hiện. Kính thưa quý vị, đến với chương trình nhận định và phân tích thời sự Việt Nam hôm nay, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn Tư duy luận bại ở thời đại virus Vũ Hán COVID-19 do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Ở Việt Nam, Cộng sản, chiến dịch bảo vệ tư tưởng đảng được phát động chỉ để bảo vệ chủ nghĩa cộng sản mắc lenin bằng mọi giá và được trung cộng bảo hộ cai trị độc tài việc này ai cũng biết nhưng những người thuộc đội ngũ tuyên truyền trong hội đồng lý luận trung ương và ban tuyên giáo đã tô son vẽ phấn để biến tư tưởng đảng thành thứ đặc sản của riêng Việt Nam cũng như khi mà họ diêu ra quá độ lên xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ gọi là đổi mới là một sự nghiệp đầy khó khăn chưa từng có tiền lệ trong lịch sử dân tộc trích văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30 tháng 9 năm 2015. Việc quan trọng hóa chủ nghĩa chẳng qua chỉ nhằm để mà che giấu hành động áp đặt chủ nghĩa cộng sản lên nhân dân và cướp quyền tự quyết của cử tri bằng chứng trong lịch sử, nhân dân Việt Nam chưa hề bao giờ bỏ phiếu chọn Đảng Cộng sản Việt Nam và chọn chủ nghĩa cộng sản, thế mà Đảng dám khẳng định đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta. Toàn là những câu chữ to, thùng rỗng được nặng ra từ cương lĩnh nguyên thủy năm 1991 hãy tìm hiểu xem dân ta đã giàu bằng ai sau 34 năm đổi mới từ năm 1986. Nước đã mạnh hay vẫn còn đi đẹp sau nhiều nước ở châu Á. Trong khi đó, vẫn theo báo dân Việt, một so sánh mức thu nhập theo đầu người của đại biểu quốc hội Hoàng Quang Hàm, đơn vị Phú Thọ, không khỏi làm đau lòng nhiều người. Ông nói, cách đây hơn 30 năm, khi bắt đầu đổi mới, Việt Nam có GDP bình quân đầu người là 100 Mỹ Kim, thì thế giới bình quân là hơn 4.000 Mỹ Kim. Năm 2017, GDP bình quân đầu người Việt Nam khoảng 2.385 Mỹ Kim, thì thế giới khoảng 10.700 Mỹ Kim. Năm 2018, GDP bình quân đầu người Việt Nam khoảng 2.590 Mỹ Kim, thì thế giới khoảng 11.000 Mỹ Kim. Vậy, mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam đã được vẽ ra như thế nào? Tại cuộc làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư diễn ra đầu năm 2019, theo bài viết của Báo Dân Việt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra tầm nhìn Việt Nam năm 2030 sẽ là hướng tới một xã hội khá giả, thịnh vượng, GDP bình quân đầu người đạt ít nhất là 18.000 Mỹ Kim. Về tầm nhìn 2045, năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam phải trở thành một quốc gia phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc, gia nhập nhóm nước có thu nhập cao. Cũng nên biết, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11 đã ra nghị quyết 13 ngày 16 tháng Giêng năm 2012 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 nhưng nay không đạt được và chưa biết đến bao giờ Việt Nam cộng sản mới có thể công nghiệp hóa và hiện đại hóa nền kinh tế. Như vậy thì nhân dân đã có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc như cương lĩnh vẽ ra chưa? Hay Đảng chỉ biết nói cho sướng mồm suốt 29 năm qua, bắt đầu từ cương lĩnh 1991 rồi sửa đổi bổ sung năm 2011. Tình trạng bại não của lãnh đạo đảng do đó có nên được chuẩn mạch lại hay những cái đấu thịt thiếu ốc này tiếp tục phiêu bồng với luận điệu mơ hồ và ảo tưởng rằng hiện tại chủ nghĩa tư, đảng, tư bản còn tiềm năng phát triển nhưng về bản chất vẫn là một chế độ áp bức bóc lột và bất công những mâu thuẫn cơ bản vốn có của chủ nghĩa tư bản nhất là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa chẳng những không giải quyết được mà ngày càng trở nên sâu sắc khủng hoảng kinh tế chính trị xã hội vẫn tiếp tục xảy ra chính sự vận động của những mâu thuẫn nội tại đó và cuộc đấu tranh của nhân dân lao động sẽ quyết định vận mệnh của chủ nghĩa tư bản, cương lĩnh 2011. Nhưng ai đấu tranh? Tranh đấu cái gì và với nhà nước tư bản nào trên thế giới? Với tư duy hoang tưởng này, tác giả của cương lĩnh năm 2011, Hội Đồn Lý Luận Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương còn ăn nói loạn xa ngâu rằng đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại vừa hợp tác vừa đấu tranh cạnh tranh gây gắt vì lợi ích quốc gia dân tộc cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng sẽ có những bước tiến mới theo quy luật tiến hóa của lịch sử loài người nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội. Nói chắc như bắp như thế, chắc những nhà tư tưởng hàng đầu của Đảng phải nắm được cái chui dao nhưng họ lại quên, sếp lớn của họ là ông Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, đổi mới chỉ là một giai đoạn, còn xây dựng chủ nghĩa xã hội còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa? Phát biểu tại Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 2013. Đó là lý do tại sao ít lâu nay đã có nhiều trí thức ở Việt Nam và ở nước ngoài đã không ngừng chỉ trích tính u lì, không chịu đổi mới chính trị của đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều bài viết đã lên án Cộng sản Việt Nam, tiếp tục mê muội mù quáng về ánh hào quang chết người của chủ nghĩa Cộng sản Bắc Lên Lenin đã bị Nga và các nước Cộng sản Đông Âu vứt vào sọc rác trong giai đoạn 1989-1991. Nhân dân Việt Nam đặc biệt ở miền Bắc từ năm 1954 và cả nước từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã biết rõ Cộng sản Việt Nam đã làm hại đất nước và gây tan tóc cho dân tộc ra sau trong 30 năm chinh chiến do đó quyết tâm kiên trì và trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa cộng sản dưới bất kỳ hình thức nào của đảng cộng sản việt nam cũng chỉ gây thêm sức cùng lực kiện cho dân tộc trong thời bình tư duy lụng bạ này của ông phúc chỉ làm cho trung cộng vui lòng vì chừng nào việt nam chưa dám thoát ra khỏi quỹ đạo cùng chung lý tưởng cộng sản với bắc kinh thì ngày đó nhân dân việt nam còn phải lệ thuộc vào tàu từ sợi chỉ cho đến cây kim như đã thấy từ hậu quả của virus Vũ Hán COVID-19. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Nam Anh cảm ơn quý vị đã theo dõi và rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần.